đường đi vô trong. Đây, có những cái chỗ làm lưới lên, rồi dưới là cá. Thấy cái landscape rất là đẹp, giống như là nó cái kiểu của giống như Canada vậy đó các bạn. Đi tới đâu là hoa dữ lắm luôn, đẹp lắm. Có lẽ khí hậu nóng cho nên mọi thứ hoa đồ nó tốt tươi lắm. Nhìn này, những cây cao này. Các bạn nhìn thấy cây cao đó, đó là mấy cái chạy cá. Các bạn thấy nước cái cá ở dưới nhiều lắm. Vô đây coi cá nhiều lắm nè con. Cá nhiều lắm nè. Thấy nó ăn nồi quá chừng luôn kìa. Thử coi. Nè các bạn nhìn thấy cá con nào. Mê ly không? Đó. Ưng như vậy đó. Các bạn thấy mê ly không? Mà nó từng có từng rắc. Đó, các bạn thấy không? Đem hết luôn. Rồi có lưới ở trên. Chắc để trừ trường hợp cho lá cây đừng rớt xuống hoặc là cá nó nhảy quá cao. Thì nó làm từng rắc như vậy. Này các bạn thấy xa xa từng rắc vậy đó, đó. Mà mỗi một rắc dài lắm. Dài xuống phần kia luôn. Đó là một rắc. Xuống thì nhiều lắm các bạn ơi, đen hết luôn, giống cá lồng tông của bên mình vậy đó. Nhưng mà mỗi một loại cá khác nhau, mình chưa có đọc tên, mình thấy ham có mình nhào vô mình coi luôn. Rất là mê luôn. Cái này là ươm cá, ươm cá. Và nhà các bạn thấy ở đằng kia đó, hết luôn. Đó là sơ sơ một rắc thôi nha các bạn. Ồ, mình biết rồi, bây giờ lưới là để cho mấy con chim đừng có nhào xuống. Đó, mình biết rồi. Cái lưới này nè. Cái lưới ở trên để cho chim nó đừng có ăn cá. Rồi đi vào nhà đi xong hay không? Rất là mát luôn. Cây cao nè. Đó. Không á, mà cao ơi là cao luôn. Đó, mấy cái rắc khác nè. Mỗi một loại nuôi một cái loại cá khác. Đó, gia đình em đứng bên đó. Con mình em là đi quay thôi ạ. Con thấy cây không? Giờ mình đứng đây nha. Cái cây nó cao vậy nè. Lên trời luôn. Yes. Mấy cái hồ tự nhiên này không biết có cá hay không. Entrance. U có chứ hả? Này mấy cái hồ bắt qua để cho mình đi tự nhiên. Có những cái cảnh tự nhiên trước khi mình tới coi lên cái hồ cá. Wow, có cá lớn quá. Right there, con lớn lắm luôn. Mình đi theo nó đó.
hơi bị chói nắng, không biết các bạn thấy không, chứ con cá lớn đó đó đó, cái đầu đó các bạn, cái đầu nó ngay đây đó, nó đang bơi bơi. Ai đâu nó đang bơi 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 đó, cái đó chắc cá bố mẹ quá. Go. Đi một đường hả? Ủa, rồi vậy là hết cái khu vực này hả? Đó, cái này là cái sự tích của con cá đó đó. Này ta nuôi để enjoy thôi, không có ăn, không có ăn. Nè, cầm đi quay cho mẹ. Để cho con không thấy mẹ, phải cầm như tí không? Look at me. I am the cameraman now. Mẹ đây. Mẹ không có dám lộ diện tại sợ là để bóng đèn. Rồi, như đủ rồi.